Mùa vụ trồng thì là lấy hạt thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch năm trước đến khoảng tháng 2 âm lịch năm sau thì thu hoạch. Cây thì là phù hợp với những vùng đất cát, thời tiết gió càng nhiều thì năng suất và chất lượng hạt càng cao. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi công thì là cho năng suất bình quân từ 150 đến 200 kg hạt. Cá biệt những mảnh đất mới trồng thì là có thể cho năng suất từ 250 đến 300 kg mỗi công. Thì là công mình chăm sóc nó ít hơn rau mình chủ yếu mình lâu lâu mình tưới lần chừng hai ba ngày hồi nhỏ mình mới tưới lần còn càng lớn thì mình bớt nước lại rồi thân cũng ít mình cho chừng hai đến ba bốn lần thì mình được tới thu hoạch luôn rồi rồi thuốc cũng ít mình xịt lâu lâu mới xịt trừ gầy nó ít cái sâu nữa ra cả thị trường nhằm mùa thì nó trời đẹp không có mưa trời êm thì nó có giá Tại trời không ít mưa thì nó vô hộp chắc với đẹp màu nó đẹp. So với trồng rau cải, trồng thì là ít tốn công chăm sóc và chi phí sản xuất hơn, nhưng hiệu quả kinh tế khá cao. Trước kia vào mùa nắng, gia đình bà Thạch Thị Nê ở ấp biển Đông Bê, xã Vĩnh Trạch Đông thường trồng ngò rí để lấy hạt. Nhưng vài năm trở lại đây, gia đình bà Nê chuyển sang trồng thì là lấy hạt bởi ít tốn công chăm sóc, kỹ thuật canh tác đơn giản, đầu ra và giá bán khá ổn định. Đối với những gia đình thiếu lao động, trồng thì là trong mùa hạn là một giải pháp hữu hiệu bởi ít tốn công tưới tiêu, bón phần, xịt thuốc như các loại rau màu khác. Tiết ra bông ra vô hột là nó thận gió mới được, gió mạnh đó, mới có vô hột được. Nó chỉ là được tháng này thôi, còn tháng mưa đâu có chẳng được trồng thì là lấy hạt được xem là một mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ mang lại giá trị kinh tế khá cao mà còn phù hợp với những địa phương vùng ven thành phố bạc liêu khi đối mặt với nguy cơ thiếu nước ngọt tưới tiêu trong mùa nắng nóng do xâm nhập mặn